Kính chào quý cha và quý thầy cũng như tất cả anh em. Thì kính thưa chúng ta vẫn vui với nhau ở cái hẹn khác, nhưng mà hôm nay sự xuất hiện trước một ca mà em gọi là đầu tiên sân khấu thì cũng hơi lớn. Và trong chương trình hôm nay thì anh em cũng đã biết là rất là nhiều anh em đến hai mới gặp đại gia đình, và một cách nào đó thì cũng biết được cái nơi mình sắp đi. Cho nên cái điều đầu tiên là xin hẳn bài hát này cho tất cả anh em trong tinh thần bình an để đón nhận sứ mạng. Thứ hai là tặng cho quý cha và tất cả anh em tinh thần sức khỏe và tâm tình vui chay. Và điều quan trọng hơn hết là chìm sâu trong tâm tình bài hát này, chúng ta nhất là anh em biết hai tiếp tục đào sâu trong cái bài đàn đường của mình với bọn trai nhiều lắm. Và sau đây cũng xin phép được hai các cô đi trước bọn trên chị như thế. Hôm hôm đứng chân bên giữa trời.